tiếp tục hành trình làm nhà với Tình nha mọi người. Hôm nay là ngày thứ tư rồi mọi người ạ, ngày thứ tư của Tình rồi. Nhưng mà khó quá mọi người ơi, lần đầu tiên làm cái ngôi nhà này nó rất là khó, gian nan mọi người ạ. Không biết là mọi người chỗ mọi người có làm những cái ngôi nhà bằng lá cọ này không nha. Đặc biệt thì chỗ Tình thì nó không hay làm, nên là đây là lần đầu tiên để Tình làm cái ngôi nhà lá cọ này để quay phim, quay video cho mọi người xem nó. Và sau khi mình đã chặt đủ rồi thì mình sẽ bắt đầu chở đi nha mọi người. Đó, hiện tại thì mình sẽ bắt đầu chở đi và bắt đầu làm nhà thôi. Hiện tại thì đã trở về đến ngôi nhà của mình rồi. Còn dưới này là dưới mà mình thả cá nha mọi người. Cái ao ở dưới bên này còn là mình thả cá. Cái ao này cũng khá là to, nhưng mà nhiều bạn cứ xem thì nhiều bạn bảo là sao mà cái ao bé tí mà thả hơn 1.000 con cá rồi là sao nhở. Thật ra thì ao này cũng khá là to, để hôm nào mình sẽ review chi tiết cho mọi người xem. Hiện tại thì nước thì cũng đã đến là vùng mông rồi nha mọi người nha. Nước thì nó cũng khá là sâu rồi mọi người ạ, nhưng mà không biết có sống được hay không. Theo mọi người thì mọi người đánh giá như thế nào, và cái ngôi nhà của Tình thì mọi người đánh giá như thế nào nữa. Đó, hiện tại thì là mình thì hôm nay mình có gọi thêm vài người để giúp đỡ cho nhanh mọi người. Đấy, mặt thì rất là tươi cười nhưng mà nắng nóng quá mọi người ạ. Chỉ vì đam mê đó là làm YouTube hoặc là làm những cái video cho mọi người xem, hoặc là đó, cái ao của mình đó mọi người, nói vậy thôi. Còn cái ao của mình khá là rộng, mà mọi người cứ xem, mọi người cứ bảo là cái ao này bé tí mà thả gần 1.000 con cá. Thật ra thì ao này tính ra ấy, thì là phải thả gần 5.000 con cá mọi người, chứ không phải 1.000 đâu, mà không có tiền thì thôi, nuôi tầm khoảng 1.000, hơn 1.000 con là được rồi. Dần dần nó phát triển nhiều hơn mà. Và sau khi mà mình bắt đầu là chặt đủ lá cọ rồi thì bây giờ mình bắt đầu là lập mái ngói lên nha mọi người. À không phải mái ngói mà lập mái lá cọ nha mọi người. Thật ra thì cái ngôi nhà này Tình cảm thấy nó rất là khó nha mọi người. Lúc đầu là khó thôi, còn làm về sau thì mình cũng đã biết cách làm thì nó cũng gọi là rất là dễ rồi. Không biết chỗ mọi người làm có giống như chỗ mình không. Chỗ mình thì làm thì nó sẽ là lấy từng lá một lên, còn nhiều chỗ thì nó sẽ là tách riêng ra hay sao mọi người ạ. Còn cái khúc này là mình không biết là mình nên xoay cái mặt nào nó vào trong hay là mặt nào nó ra ngoài mọi người. Thật sự nó phân vân lắm mọi người. Đây là lần đầu tiên mình làm chuyện ấy mọi người nha, lần đầu tiên làm chuyện ấy đó. Đó, theo như mọi người thấy thì cái ngôi nhà này của mình có đẹp không? Còn mình cảm thấy là ngôi nhà này của mình là tự tay mình làm ra thì mình cũng thấy là rất là đẹp và rất là tự tin về bản thân của mình rồi đó. Lần đầu tiên xây dựng một ngôi nhà đó, tuy rằng nó hơi khó nhưng mà mình phải cố gắng thôi. Học hỏi từng ly từng tí một, chỗ này là mình không biết mình muốn như này, mình cảm thấy nó sai rồi, nhưng mà thôi, lỡ rồi thì thôi, chắc không ai thấy đâu mọi người nhỉ. Không ai thấy thì thôi, càng tốt đúng không? Cũng may mà mọi người đã thấy rồi. Nhưng mà anh chị em nào mà biết làm cái ngôi nhà này thì là góp ý dưới này, góp ý comment lên bình luận cho mình nhá, để Tình còn biết rằng là lần sau mình làm thì mình sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn, và mình sẽ có một bài học tốt hơn, và mình sẽ làm được một ngôi nhà nó đẹp hơn nhá. Và hẹn mọi người vào video sau nha.